Dạ thì ông ơi, ông thứ mấy vậy ông? Dạ ông thứ 8 con. Dạ vậy thưa ông Tám, thì ông Tám đang đi đâu vậy ông Tám? Tám đi sinh con ơi. Ồ, vậy thì ông Tám đi sinh từ đâu tới đây? Ông Tám nhà xa lắm. Dạ. Thưa ông Tám, thì cái cảnh đời này nó khổ quá, dịch bệnh, chiến tranh. Thì ông Tám chia sẻ đôi điều được không ông Tám? Thì các con nói thì ông Tám nói. Thì giờ Phật nói giờ có trên rồi con ơi. Giặc giả chiến tranh đó là bây giờ nó đã ra trên rồi. Bây giờ bệnh dịch bây giờ nổi lên nữa rồi con à. Giờ các con có biết ai tu hành thì các con nó chia sẻ cho anh em người ta để lo tu. Đời nó sắp cận kề rồi. Thì ông Tám ơi, tại sao lại thấy là ở thế giới năm châu bị nạn, không Việt Nam mình không bị gì chân vậy ông Tám? Việt Nam mình tới tháng 8 con à. Tháng 8 nguyên nó dậy luôn á con. Dạ. Vậy là nước ngoài là mới bị nạn trước, rồi Việt Nam mình bị sao ha? Đúng rồi con. Vậy thì bỏ hàng chi bà con mình cứ mãi không dung hoài ha. Rồi, cứ đâu có chịu tin Phật đâu. Thì tới Việt Nam mình là nó hết á con ơi. Dạ. Ông Tám quý chia sẻ cho cô bác người ta thu không Tám? Vậy đi, kiếm chỗ nào mà đi rồi ông Tám nói cho con nghe. Thì cái này cô bác chết nhiều quá rồi chừng nào thầy mình mới về hả ông Tám? Thì trong kinh giảng thầy có nói con ơi, chừng nào lết vết nọ liền da, chột kia mãn hạn khỉ vào vườn qua, ấy là thời đại của ta thầy ra cứu thế mới là hiển vinh. Tháng 8 này là thầy về đó con à. Tháng 7 đá nổ cầu vai trung thu xuất hiện có sai bao giờ, đàn kêu tháng 8 mùa thu tùng quân tội gạn chỉ như chỗ tài. Tháng 7 đá nổ ầm ầm, bước qua tháng 8 mà thầy nằm lằn khăn rồi đó con. Thì lúc đó chết cho không kịp thầy mới về. Ngày xưa thầy có nói với bố, chừng nào chết cho không kịp thầy mới về. Thì tháng 8 chết cho không kịp thầy mới về đó hai cháu à. Dạ vậy thì thưa ông Tám ơi, cái năm Tý và cái năm Sửu vừa qua đó có phải ông Tám? Đúng rồi đó, hai năm đó mở hội, Tý là chuột, Sửu là châu, Thiên là trời, Tịch là chết á, Địa là đất. Thì trong hai năm mở hội vừa rồi thì tất cả anh em chúng sanh ai cũng đều khổ hết. Năm nay là năm Dần, năm Dần là kết thúc cái đến năm Dần hoàn cầu thay đổi. Phật độ cho mắt con cháu, rồi tâm tinh ba tiếng đâu đâu giữ mình. Còn mấy là cọp đi vợ ổ chờ mong, quá ra một trận cùng không thấy đời. Nó rất là rõ vào năm Dần này đó, cháu à. Tức là nhị niên giai thiền định hoàng lai, thượng cổ mới bình yên. Và nó tới năm Tức với năm Hại mới là kết thúc, là hết chiến tranh giặc giả. Đó là rõ ràng rồi đó con. Thì Long Sĩ xa đầu khởi chiến tranh. Long là lần tháng 3 vừa qua là thằng Nga với Ukraine nó quýnh với nhau. Còn bây giờ tới Trung Quốc, chừng nào ngựa đá qua sông Phụng Hoàng xuống biển thì ông trở về. Đó thì bây giờ thằng Trung Quốc nó chở đạn bơm súng ra ranh giới chỗ là Đài Loan để sắp sửa đạn chiến tranh trong tháng 7, tháng 8 này con à. Tháng 7, tháng 8 đi chơi. Rồi mời anh, mời chị đã chơi một sần. Ăn Tết rồi mới đá thiệt đông. Đá từ Chợ Lớn rồi không chơi về. Trong tháng 7, tháng 8 này chúng sanh rất là khổ con ơi. Hai cháu có đi đâu thì kêu anh em cô bác người ta gắn lô tu. Như vậy là chiến tranh này nó sẽ dần đi đến cái cơn tận diệt luôn. Thằng Việt luôn con, đây tới năm Dậu đó con. Năm Dậu Phật giáng Tắc Sơn, tại non ông cấm, giả chân thì thường, ba gia lo khá lo lường, gắng tu, thiện đức sau này gặp ta, thì thiên nhiên sau này sẽ gặp Đức Phật, Đức Minh Chúa ra đời. Như vậy thì nó đúng với câu mà thầy nói là đinh tị sắp nổ thình lình. Cái đó là Phật ông nói giờ đó con à, chúng sanh không ai hiểu đâu.
Đinh Thị ra sống thành lình, nhân dân sau chiến nước mình có vua. Đúng rồi con, thường xưa kia sắp đặt đã lâu, để dựng xây tới đất mặt bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, nếu ai hiền thì trở về Phật, ai hung dữ thì sau này sẽ bị ông nâng chèo, trong tháng 9 này đó con à. Thương cho chị Chính chị Mừ, miệng hô tay hấp không trừ một ai, vào năm dần này, tháng 9 là trái chín xuất rồi, tháng 10, 10 tháng gì thì còn hai. Chuột kêu non cấm lộ đài, trâu về ăn nghỉ là ngày tương ơn. Trong cái đêm 30 này khổ lắm con ơi, điều ông không dám tiết lộ cái này, ông Tám chỉ đọc cô dân tự thôi. Đêm 30 không trăng thấy rõ, tiếng sóng trần khởi dậy long qua. Chuột trở về gặp gắn thiết ra, ngựa ngặn cổ dây la khóc mướt, khỉ thon giòn tưng bừng đất nước. Gà ó o ba tiếng sấm thần, chó an bài đài ngọc cắt lăng, heo đúng tạ long văn khai mở. Chuột trở về thấy bình muôn thở, trâu vui mừng thượng cổ đấu lai. Đó là con à, tháng 9 là năm nay rất là khổ đó nghe con. Tháng 9 tới mùng 3 tháng 9 kia là trời nổ ba tiếng vậy mà đất cháy, sẽ có trong quan về luôn đó hai cháu à. Như vậy thì thầy cũng cho nói cho biết á, là tầng ban hậu hạn tiêu diêu lộng, theo giả là mai sau nhiều cột đất cài. Như vậy thì cái tiên tri của thầy nói về cái điều gì vậy ông Tám? À, cái đó là tầng là thổ, là tất nhiên là thổ là miên đó cháu à. Đất cài bảy cục mày lìa đi đâu, đất là thổ, cài bảy cục là tháng 7 đó cháu à. Bây giờ miên nó đang lộn xộn, ông cũng biết một đôi điều, thì bữa nay ông cứ chia sẻ ra cho anh em và công chúng nghe. Đất cài bảy cục mày lìa đi đâu, cha mày còn ở điện đầu, biểu mày phải niệm một câu Di Đà, thân mày có cúc không cha thương dân miền Bắc, cha già đại trong. Thì tháng 7 tháng 8 này, tháng 7, tháng 8 đi chơi, rồi mời anh, mời chị đó. Thì nó đá một sòng đó, cháu à. Vậy thì chiến này là đá là rốt cuộc là cuộc đời luôn nha. Thì nó quýnh luôn đó con, quýnh luôn ngoài biển Long, nó quýnh dữ lắm trong tháng 8 này. Chừng nào khỉ giỡn non bồng, dê nằm dưới suối, gà đồng gái đua, gà là tháng 8 á, nó đua nhau, nó gái ở ngoài biển Đông á, gái dữ lắm luôn á, gái thằng này dữ lắm. Vậy thì cái phần tặng việc này làm sao để cho nó bớt cái tâm thương đi ông Tám? Thì bây giờ phải ăn hiền, ở lành nói năng ngay thẳng, chân chắc thật thà, hiếu thảo với cha mẹ, rồi vợ chồng đừng mít lòng với nhau, có chi mình dùng nấy, vậy đó cháu. Rồi mình có dư ra thì mình để giúp thế đầu đời, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu có kiếm điên cùng, vậy đó cháu. Đức thầy của đại cũng cho biết là đến Thân Dậu khánh thành náo động là như sao không thấy? Thì trong cái cũng tri dân giáo lý của Đức Bình giáo chủ á, thì ngài không có tiên tri đến Thân Dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống lượng quang, tiếng than lị nhỏ khóc tràn, nạn tay dòng dập xuống làng cùng chi. Còn mấy là thương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên Thân Dậu bắt còn xe phân. Tất nhiên trong cái tháng Thân là tháng 7, tháng 8 là tháng Dậu đó cháu à. Sắp sự sạn xảy ra trong vào năm dần này. Thì mình có thể ăn cái lễ Phật thầy đang được không Tám? Thì bây giờ ông biết tới đâu thì ông chia sẻ cho hai cháu hiểu tới đó. Gầm 12 nửa đêm liên cấm sơn,
đại năm châu thế giới bốn phương, ăn con lợn cái đuôi niên tí, tháng tháng này ta có thể nguy hiểm lắm á, không biết có làm được lễ Đức Phật thầy không. Thì bây giờ nó cuộc chiến thế giới bây giờ nó thay đổi hết rồi cháu à, máy thiên cơ mỗi phút mỗi tay, nẻo thận si như thể tên bay, đường dính nhục lửa mây một lát, phút này mình không tu phút sau mình sẽ không còn thấy được Phật, thấy được thầy. Thì giờ các cháu à, chiến tranh thế giới là sẽ bùng nổ vào tháng 8. Mà tại sao thầy mình nói là chờ 3 canh 1 thì gà gáy tai là sao đó? Cái đó giờ đó cháu à, đầu canh tiếng động bên nhà, chờ 3 canh 1 thì gà gáy tai. Ở bên kia nó sẽ quýnh với nhau, chắc có thể qua tới hạt nhân đó cháu à. Bây giờ các nước nó ép thằng Nga, nếu thằng Nga hết đạn súng, hết lương thực thì nó đành, nó sẽ dùng vũ khí bằng hạt nhân thì sức có thể thay đổi trái đất luôn cháu ạ. Sự đổi thay hoàn cầu trái đất, trong 10 thần hết 7 còn 3, nay đến ngày thiên định của cha, cả thế giới khóc la đền tội. Khổ lắm cháu ơi, ông giờ không biết gì, đi xin đầu này đầu nọ vậy mà đi tới đi lui, tôi gặp ai phiên ta thú. Vậy thì ông Tám đã đi sinh từ đâu tới đây ông Tám? Ông Tám đi ngoài Biển Đông trước. Bây giờ ông Tám trở về Bắc Nam con à. Ông dính Bắc Nam này nữa là rồi đó. Nó chỗ ông sinh rồi. Vậy thì trên cuối đường đi sinh của ông Tám thì cũng đi phiên bà con ta. Thì ông đi tới đâu thì ông đi ghé gặp ai có duyên lành thì ông Tám nói vài đôi điều cho cô bác người ta để tu cho nó kịp thời kỳ đời hạn văn mà kiếp, vì nó quá rõ rồi, cơ trời bây giờ nó lộ ra hết rồi. Bây giờ bệnh dịch thiên tai đủ các thứ, nhà tan cửa nát ở bên các nước ở ngoài nước ngoài rồi đó cháu à. Cái đó là cảnh cáo đó, để cho những người tu chưa thật tâm để mà sửa lại cho mau, đặng mà dự hội Long Hoa thượng quân thánh đức sẽ sắp mở diễn giao vào năm dần này thôi cháu à. Dạ, vậy thì ông Tám ơi, đệ có được cái một người ông Tám có tặng cho đệ câu này mà mong Tám chú giải giùm ha. Đó là kỳ ba này liên tử tái tê đó ông Tám. Đúng rồi đó cháu à. Kỳ ba này liên tử tái tê, Nga Anh Mỹ mới tranh giành giao chiến, thời khoa học văn minh tăng tiến, đưa hồn người vĩnh viễn ngàn thu. Nhật Tàu sang Nam Việt mịt mù, gieo gây gắt trăng thu tháng 9 đó cháu à. Tháng 9 này Nhật với Tàu sẽ qua bên nước Việt Nam chúng ta đó. Dạ, như vậy thì thầy nói là cuộc đời càng gắt lại càng gay là như thế nào ông Tám? Thì trong cái cuốn đó của Phật nói, trong cuốn Thi Văn Giáo Lý, thì cuộc đời càng gắt lại càng gay, ngặt nổi thiên cơ chẳng dám mời, gắn núp dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay, đông tây trộn lộn trời che sát, nam bắc ế hề đất trở tây, nhân vật người phần hao 7-8, thần tiên thấy vậy cũng cho mày thấy việc rồi đó cháu à. Phật nói tháng không đó cháu ơi, trong cái tới năm dần này thì vô tháng rồi, tại vì năm dần kết thúc thế gian, đến năm dần thì hoàn cầu thay đổi rồi, không còn kịp nữa cháu ơi. Dạ, thì ông Tám ơi, ông nói chuyện như vậy đó, thì giờ bà con lỡ người ta không nghe theo rồi, ông Tám có buồn không Tám? Tám buồn lắm, biết sao giờ, thì có yên lành mới gõ được cùng điên, chẳng qua kiếp trước mới thiện duyên của phần,
Thì ông Tám lên nói điều này, nếu cô bác anh chị em trong nước ngoài nước nếu ai nghe được thì đến tu. Tôi không có tốn đồng bạc đồng xu nào cháu à. Tôi chỉ ăn hiền, ở hiền nói ngăn ngay thẳng hiếu thảo với cha mẹ, tình huynh nghĩa đại đừng chia lìa, đó là tu rồi. Chứ không phải đi lại ông Phật Chí Măng, đi lại chùa mà tu đâu. Đúng rồi, Phật tại tâm, chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây với củi, đắp xi măng người sơn phết đặt tên, ngục a tỳ giữa cái một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối, đó cháu à. Chúng sanh thì đời nay đừng có tin ai, mà nghe nói giàu có rồi ham, bỏ đi Việt Nam mà đi sang qua Trung Quốc bên biên, rất là khổ, đừng có nghe lời người ta. Mình ở Việt Nam đi, có gì mình ăn gì đó, ăn ở nấy, để mình sống đó, mình lo, để tu hành. Vì đời đã tạm đừng ham tiền nữa. Thì bây giờ ở nhà, gắng là cúng lại, đặng mà làm việc thiện, đặng mà sau này đi lập hội Long Hoa Thánh Đức, nó cài cặn sát một bên rồi. Cô bác cũng nghe những lời tôi nói, nó rất là rõ, đừng ham tiền nữa. Ai ai cũng cứ ham tiền, như chim vào lưới mà xích tiền chó thân, nói cháu à. Tại vì ở đó là cái tuần của Phật lập đó cháu à. Ông sống ông xét đó. Ngày xưa hai ông á, ở chạy ruộng á, cài đất cho Đức Phật Thầy đó. Bây giờ hai ông, một ông thì bên Trung Quốc, một ông thì bên Nhật Bản. Cái ông Trung Quốc này á, là ông sống đó, ông đi kiếm chuyện tùm lum hết á, để mà cho gây chiến tranh ra, để bùng nổ Biển Đông, để lập đài tưởng ơn Thánh Đức đó cháu à. Tại vì Việt Nam mình nó cũng ít có tin Phật, tin Thầy. Người ta ham vào tiền của, người ta là sắm xe hơi nào xây nhà, chứ ta đâu có nghĩ cái cảnh khổ tới bên đâu cháu. Thì bây giờ trong 2 năm vừa rồi, nó chuột còn đây chưa thấy khổ đâu. Chừng đứt đít con trâu phá cổng đó, con thấy chưa? Chết mà cho không kịp, chết còn chỉ lấy miếng cho không đó. Như vậy đó mà chưa tin đó. Con ta vẫn chưa tin, người nói ông đó là khùng điên này kia đồ. Ông Tám nghĩ sao ông Tám? Thì con của Phật của Thầy khùng thì mới biết những lời thiên cơ của Phật dạy, chứ những người không khùng sao ta biết được. Người ta không dạy hàng ngày, người ta danh lợi bạc tiền tài ở cõi trần, người ta đâu có học, thành ra người ta đâu có biết. Cảnh khổ cái bên rồi thì bây giờ thằng Trung Quốc nó chở đồ đạc súng ống nào là đủ các thứ, nó qua bên biên giới chỗ là Đài Loan đó. Tiếng lụng dầu mòn là tất nhiên là không tu, thì tới ngày đó gần tới giờ rồi. Máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay mà. Mẻo thạnh si dư thể thanh bay đường chính nhật, rưỡi mai một lát. Thì bây giờ nó đã sắp lụng rồi, sắp tới ngày Phật lập đài rồi. Thì khắp thế giới này đâu còn nữa. Thì bây giờ trở lại ai hiền thì còn sống. Trong tháng 9 này, thì tới con heo là tháng 10. 2 tháng này, chó heo rà nát thịt xương tan mà. Không nghe, cùng thì chút thấy đau thương. Khắp thế giới chiến tranh liên tử. Thì rất là đau khổ trong tháng 9 tháng 10. Trong lý lịch của Thầy thì ông có ghi trong đoạn giữa đó, ông nói là Quỳnh Long tử tế gần sanh chúng, bổn tánh hòa thôn hảo dị đầu,
tiên cảnh thoát ly chuyện bá kỷ thì có 100 năm thôi. Thì hết nhiệm kỳ của Phật thì Phật lập đời. Chừng nào mới đặng thánh đời? Qua năm thức hệ Phật trời định thân. Vừa qua năm thức hệ, năm thức là con chó, năm hệ là con heo. Tới năm tí thì mở hội. Trong 2 năm vừa rồi nó rất là đau khổ cho tất cả anh em trong nước và ngoài nước. Vậy đó cháu à. Đây, tới tháng 8 tháng 9 thì cháu sẽ biết cha nợ bằng con vợ khóc hòa, tan nát sớm nghiền khổ dữ a, nhà không kẻ ở, ôi nói trước, chẳng tin lời gặp tiếc tha. Tháng 9 là chó, tháng 9 là mấy con chó, chó ai mà bỏ nhà quan là không còn ở trong nhà nữa đó. Thay phơi chết đói ngổ ngang sớm làng, heo tôi nay đúng làm hàng. Cạo lông chia thịt giao toàn nắm châu, rồi chuột nhỏ đầu ổ quá sâu, nằm lăn cá ai đâu biết gì. Châu tôi sức khỏi ai bị, trời cho nước cạn bất kỳ cài chơi. Ngày nay đúng buổi nghỉ ngơi, hạ ơn ăn Tết, một năm xuân về. Thì Tết năm nay rất là đau khổ cho chúng sanh. Đêm 30 là cái ngày đó, ai ơi đừng nói tôi khùng. 30 mùng 1, vợ mùng ngủ vô. Tháng giêng là mắm muối mặn khô. Tháng 4 chú 6 ước cô về chùa. Rất là đau khổ trong cái tháng Tết, từ cái tháng 8 trở lên cho tới tháng Tết, thưa cháu à. Dạ, vậy thì con Tám có nhiều vị nói là đến năm 2039, tại nhiều người ta không có hiểu, thành ra mình không có trách được anh em. Thì nó chuyên cơ thì nó rất là rõ, không phải người nào mà cũng hiểu được cái chuyện của Phật của trời vậy đó. Thì ai tin không tin ông Tám thì thôi, thì tới đó thì biết liền chứ gì. Thế giới chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lúc mà nghe là nghe cái chuyện đó. Thì nghe thiên tai, địa ếch, giặc giả, chiến tranh. Cái hiện bây giờ nó ra trước mặt mình đó. Mắt nhìn, ngoại quốc thảm thế. Nam ban, cảnh khổ, cũng kề bên tai, đó cháu. Thì bây giờ thiên tai đủ thứ hết. Đức Ý, Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc, Đài Loan, là bệnh dịch bây giờ nó tràn lan tùm lum hết rồi đó. Nhà tan cửa nát, trong 5 tiếng đồng hồ mà động đất 27 lần. Cháu tính đi, hồi đó giờ có vụ này không? Như vậy mà chưa tính là sao? Đúng rồi cháu, mùng 3 tháng 9 kia là trời nổ 3 tiếng vậy mà đặc sĩ. Tháng 9 là trái chín xuất cùi rồi, thì nó rõ ràng rồi. Tháng 10, 10 tháng gì thì còn có ai à. Chuột kêu non cống lộ đài, cháu về ăn nghỉ là ngày Trung Quốc. Rõ ràng rồi cháu. Thì trong tháng 7, tháng 8 này mà đến thằng Dậu thánh thần náo động đó, thảm cho trần, nhà chống ruộng quan, tiếng than người lị nhỏ khóc tràn, nạn tay dồn dập sớm làng còn chí. Biến gì là thay đổi đó, địa hình hết, không còn gì hết cháu à. Chuyến động này đó là Phật chỉ định cái nơi nào để lập cái hội Long Hoa mai sau đó. Ở cả dầu đó cháu à, ngọn cả dầu chống lỏng cửa trời, người không có đến đổi về lương. Ngọn cả dầu hai cháu có biết chưa? Như vậy thì mai
sao là núi Sam kia mất, thất sơn vĩnh đại đó. Đó, đúng rồi đó cháu. Cửa ngã bắc có nổi nhị sơn, núi Sam thiêu mất, rồi thất sơn điện đài. Nó liên tục vào nông dân này luôn đó cháu à. Dạ, hiện tám đại thấy là trên thế giới là 7 tỷ người. Rồi nếu như mà mình nói tiêu diệt một cái một hết là như là như vậy hay là tiêu diệt từ từ không ta? Từ từ cháu à. Tới cái ngày thất nghiệp đêm mê là không ai biết ai rồi cháu à. Thay đổi cái đất đó cháu. Ai tu thì được thay hồn đổi xác, còn ai không tu thì trả theo nghiệp lực của mình tự tạo lấy ở cõi trần này. Thầy cho biết không đó là buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo hay tức là thằng Nga đến Ukraine là cái tràng pháo là đầu tiên hay sao đó? Đúng rồi đó cháu, thằng Nga đó. Nga nó quýnh là nó khởi lao bên trước rồi đấy. Rồi tới Nhật, rồi tới Mỹ với Yên Tàu. Ba thằng này nó khởi chiến với Đài Loan. Thì bắt đầu ở Biển Đông này lo mà giết sát. Chiến này nó sẽ bùng nổ trong tháng 9, tháng 10. Nghe cháu. Dạ, yeah, vậy thì bà con mình, những người hải ngoại ở nước ngoài nó có về dự hội được không đó? Cái này thì ở đâu cũng được, ăn liền ở lành ở đâu Phật cũng cứu hết cháu à. Dân phù Bồ Tát từ bi, chèo thiền bát nhã rước cứu thì trần gian, chỗ nào Phật cũng cứu hết trơn. Chứ không phân biệt là Đông Tây Nam Bắc hay nước nào? Không không, không phải gì đâu. Đâu phải Việt Nam tu mà bên Mỹ người ta không tu. Cái nước nào cũng có người thiện người ác cháu à. Chứ không phải là người nào cũng ác không. Cái nước Trung Quốc cũng vậy. Yeah. Như vậy thì thế giới Nam Châu nó có nguyên tử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Còn Việt Nam mình không có, làm sao mà chống chọi được cái kỳ tận diệt của Phật Tát? Nó không có vô Việt Nam được cháu à. Đến chừng đó thiên la lý bủa mới biết rằng trời Phật công bằng. Sau này Phật và thầy về sẽ lưới bủa hết, bơm mặt nhăn không có vô nổi đâu. Mà những người nào không tu á là bị gắn ít trùm tha xấu quá á, đủ các thứ hết trơn cháu à. Mai sau là Phật thâu ngũ hành hết tất thâu hết chứ. Thì nổ ba tiếng sống là thâu hết ngũ hành đó, không có còn là súng bắn đạn đi gì nữa đó. Có câu mà trời ơi xó biến bay đó. Đúng rồi, trời ơi xó biến bay, cá kia biến loại mà tại ai che ngừng. Tất nhiên chim máy bay, ó là máy bay đó, tàu lặn là nó lặn nhau đó. Là bắt đầu nó ở ngoài bây giờ, ở Biển Đông bây giờ nó tàu chiến máy bay rồi tùm lum hết trơn rồi. Thì bây giờ cháu thấy nước Ukraine với thằng Nga đó, dân chúng bây giờ đói khổ tùm lum hết rồi. Rồi thêm nạn tay lũ lụt rồi lỏng đất, người ta la làng, la sớm ở ngoài đó, rất là nhiều. Thì đã nổ rồi, ông Tám nói cho cháu nghe đó. Thì từ tháng 8 trở lên bắt đầu sẽ tâm ngồi. Tháng 8 là tháng con gà đó. Kịp. Ai mà biết sớm ăn năn hoài đầu phướng thiện thì bằng thân giúp giùm cháu à. Ông Tám không hứa đâu, ông Tám muốn đi đâu thì đi à. Nào có duyên thì gặp, không có là thôi.
Ông Tám cũng còn cái thời nguyện của ông Tám. Tám đi kiếm núi lần mà chưa có thời gian. Để coi nào ông Tám rảnh thì ông Tám đi, có duyên thì gặp ông Tám nha. Ông Tám muốn đi cái Đặt Cái Lợp mà giờ này ông Tám chưa đặt đâu, để có thời gian buồn ông Tám xin biến Đông xong rồi ông Tám xin về Bắc với Nam rồi hả, rồi lần lần cái ông Tám Đặt Cái Lợp đó là xong. Đúng với câu giảng sao ông Tám? Tôi buồn Đặt Lợp đặt lời đặt trên chốc núi đang chờ cái vô, chú giàu chú giữ cái đồ, tôi nghèo tôi giữ lập lời của cha, ngày sau đến lúc phong ba cơ đồ không thấy mà lập cha vẫn còn đó cháu à. Cơ đồ là cái những nghĩa lý của Phật đó cháu, mình giữ theo chân lý đó là sau này mình sẽ được vinh hoa phú quý, còn những người tạo ra tiền tài của cải vật chất thì rất là khổ đó cháu à. Thế gian như thể cuộc cờ, thắng dưới thối, một hai nước tướng rồi sao ta? Đúng rồi, bây giờ đó, không tu thì tới việc thì thối rồi là đi, đâu còn. Thắng dưới thối, một hai nước tướng mà. Bây giờ mình không tu, rồi tới việc tu cho được. Niệm Phật có được gì đâu. Kẻ thử vi niệm Phật đưa đường, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông. Nó chết hết. Bây giờ mình phải ăn hiền, ở lành lúc này. Vậy đó cháu à. Như vậy thì trời đã thắt, còn trời nước chiếu. Và còn ăn ngon tốt làm chi, làm nghĩa lý thế nào đó. Thì rõ ràng rồi, giờ này ai là bậc tu vi, đó. Phải theo thầy cho tới bà tới bến. Trong cái bút này là phút chót rồi, mà mình không tu. Thì bây giờ mình cứ lo ăn ngon tốt. Là mình ăn cái gì để mình tạo ra sự nghiệp tiền tài của cải cho minh mông rồi bỏ trôi sông cho biển làm gì. Giờ này phải làm lương thiện, ăn thật nói thật rồi làm thật vậy đó. Rồi sau này mới gặp được Phật được thầy trong cái cảnh màn ba thì chốt đã tới đây. Cứu ông nội thì trong cái cuốn Tri Văn Giáo Lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, ngài có tiên tri, ngài nói ngài về 7 ngày rồi ngài đi nữa, để cho chúng sanh đi trao quả, cho bổn đạo tôi trao quả. Người nào hiền lành thì các ngài dẫn đi hết rồi, còn người nào hung dữ thì các ngài để lại. Không, không, không được cháu à, không được đâu. Thì Phật có cứu được cái số căn của cái người không tu không Tám? Cứu căn á, thì Phật cứu được, cứu số mà không cứu đâu. Cứu căn á, là những người ta biết hiền lương thánh đức, người ta hoài đầu trở lại, người ta biết ăn hiền ở lành, nói năng ngay thẳng, chân chắc thật thà, thì đó Phật cứu đem về dự đời tưởng ơn thánh đức, sống muôn tuổi. Còn những người không nghe lời Phật, nói lời tiên tri là dốc, láo, đó thì sau khi này sẽ gặp nạn đủ thứ hết. Tại sao Phật không gom hết tất cả những người ở nơi đây về cực lạc không Tám? Đâu có được, đâu có duyên. Nếu người nào có duyên Phật mới góp về. Còn người không có duyên, không chịu nghe lời Phật, không nghe lời thầy, hàng ngày gầy lộn với cõi trần, cấu xé nhau, tiền bạc, rồi là ruộng vườn đất cát. Thì trong cái cuốn của Đức Quỳnh Giáo Chủ, ngài nói, có lắm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền, rồi cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết chẳng đồng bào, tình huynh đệ rồi cùng nhau cấu xé. Thì cái này Phật đâu có giữ lại làm gì, giữ là giữ người hiền. Vậy thì tại sao Phật có muôn ngàn
nhưng mà tại sao không có xóa bỏ cái cõi ta bài được không ta? Thì chưa tới ngày sao xóa bỏ? Ừ. Thì tháng 6, tháng 8 trở lên thì Phật sẽ lập đời Thượng Quân Thánh Đức. Lúc đó rồi mới thay hồn. Yeah. Tưởng rằng thế giới là yên, và chúng sanh ta đâu có biết. Rồi âm thanh một tiếng, rồi mới ngửa nghiêng hoàng đầu. Thu qua, rồi trắng lại mới thổi đầu. Hào quang chiếu diệu, mới nhiệm màu lưu dương. Vậy đó, cháu. Rồi ông Tám bây giờ cũng chia sẻ với hai cháu cũng lâu rồi. Thôi cho ông Tám đi. Thì trước hết rồi cuối lại cho ông Tám chia sẻ với anh em trong nước và ngoài nước. Gắng ăn hiền ở lành, nói năng ngay thẳng, chờ giờ chờ ngày để lập đời Thượng Quân Thánh Đức, để về tại nước Việt Nam đặng mà giữ hội long qua. Nước Việt Nam nằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Vậy đó cháu à. Thôi ông cứu hai cháu rồi ông đi à.